tất cả các con. Cô rất vui vì lại được gặp chúng mình trong tiết học ngày hôm nay đấy. Các con ạ, trong thiên nhiên có rất nhiều điều kỳ thú. Một trong đó là các hiện tượng tự nhiên mà hàng ngày chúng mình cũng nhìn thấy đấy. Hôm nay cô cháu mình sẽ đi tìm hiểu về một số hiện tượng tự nhiên nhé. Trước khi vào bài học, cô có một câu đố, chúng mình hãy cùng chú ý lắng nghe nào. Câu đố: nhiều giọt thi nhau rơi màu xuống đất, không nhanh tay cất, ướt cả áo quần. Đó là gì các con? À, đó là trời mưa đó các con ạ. Khi trời mưa các con thấy có hiện tượng gì nhỉ? À, khi trời mưa các con sẽ thấy bầu trời đêm và có nhiều tiếng sấm đó. Vậy lợi ích của mưa như thế nào? Cô con mình cùng nhau tìm hiểu nhé. Mưa sẽ cung cấp nước cho ao hồ sông suối. Mưa cung cấp nước sinh hoạt cho con người. Mưa cung cấp nước cho động vật để uống và cây cối đâm chồi nảy lộc đấy các con ạ. Tác hại của mưa sẽ như thế nào nhỉ? Nếu mà mưa nhiều thì sẽ gây ra lũ lụt, phá hỏng nhà cửa, gây nhiều thiệt hại cho con người. Các con ạ, nếu khi chúng mình đi ngoài đường gặp trời mưa thì chúng mình nhớ mặc áo mưa nhé. Và khi trời mưa to quá thì chúng mình cũng không nên đi ra ngoài đường vì sẽ rất là nguy hiểm đấy. Mưa là một hiện tượng tự nhiên. Mưa giúp cho người nông dân trong sản xuất, trong sinh hoạt, giúp cho cây cối đâm chồi nảy lộc. Tuy nhiên, nếu mưa nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến mùa màng và cả những công trình nữa đấy. Chúng mình vừa đi tìm hiểu về hiện tượng tự nhiên mưa. Bây giờ cô con mình cùng đi tìm hiểu về nắng nhé. Bây giờ cô đố các con biết mùa nào hay có nắng? À đúng rồi, đó là mùa hè đúng không nào? Chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về lợi ích của trời nắng. Trời nắng sẽ làm khô quần áo và làm khô thực phẩm, ví dụ như khô gáp gạo đấy các con ạ. Vậy nếu khi trời nắng kéo dài thì sẽ để ra điều gì nhỉ? À đúng rồi, chúng mình sẽ cảm thấy nóng bức, khó chịu trong người đúng không nào? Còn gây ra hạn hán, ảnh hưởng tới mùa màng. Và khi nhiệt độ quá nóng sẽ xảy ra hiện tượng cháy rừng đó các con ạ. Các con ơi, khi trời nắng mà có gió thì chúng mình sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ? À, chúng mình sẽ cảm thấy rất dễ chịu và mát mẻ đúng không? Nếu khi trời lạnh mà có gió thì chúng mình sẽ cảm thấy như thế nào? À, chúng mình sẽ cảm thấy rét run đúng không nào? À, vậy thì con mình sẽ cùng đi tìm hiểu về hiện tượng gió nhé. Lợi ích của gió: gió giúp cho chúng ta thông thoáng nhà cửa. Khi có gió, các con có thể đi thả diều cùng mọi người đúng không nào? Nhưng khi gió quá lớn thì điều gì sẽ xảy ra các con? À đúng rồi, sẽ làm đổ nhà cửa, cây cối mà gây ra tai nạn nữa đấy các con ạ. Chúng mình nhớ lời cô dặn, khi có gió to phải tìm nơi trú ẩn, nên đeo kính để tránh bụi, không nên đi ra ngoài khi có bão nhé. Ngoài các hiện tượng tự nhiên như trời mưa, nắng, gió, còn có các hiện tượng tự nhiên khác như tuyết rơi, sấm chớp, cầu vồng và lốc xoáy nữa đấy các con ạ. Bây giờ cô con mình cùng nhau chơi một trò chơi tìm hiểu về các hiện tượng tự nhiên nhé. Trò chơi có tên Bé Nhanh Trí. Câu 1: mưa có tác dụng gì? A. Làm khô quần áo khi phơi. B. Cung cấp nước cho ao hồ sông suối. Và các con hãy chọn đáp án cho mình nào. Và đáp án B là đáp án chính xác đấy các con ạ. Cung cấp nước cho ao hồ sông suối. Câu 2: tác hại của việc mưa nhiều là gì? A. Thiếu nước sinh hoạt. B. Nhiều nước gây lũ lụt. Và câu này cô cũng có đáp án chính xác, đó là B. Nhiều nước gây ra lũ lụt đấy các con ạ. Câu 3: khi ra ngoài trời nắng cần làm gì? A. Không cần đội gì cả. B. Phải đội mũ, nón, che ô. Và câu này câu B là đáp án chính xác đấy các con ạ. Phải đội mũ, nón,
che ô. Các con nhớ chưa nào? Câu 4. Nắng nóng kéo dài được gọi là gì? A. Hạn hán. B. Tuyết rơi. C. Bão. Và câu trả lời này chính xác, đó là đáp án A. Hạn hán. Hôm nay các con đã được tìm hiểu về các hiện tượng tự nhiên mưa, nắng, gió, và chúng mình đã hiểu được lợi ích và tác hại của các hiện tượng tự nhiên. Cô biết hy vọng rằng trong bài học ngày hôm nay chúng mình sẽ nắm được các kiến thức về các hiện tượng tự nhiên. Cô biết xin chào và hẹn gặp lại tất cả các con.